kiểu thi ca, chẳng phải lìa cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa cái không nội có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa cái không nội có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của cái không nội có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của cái không nội có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc cái không nội, chẳng phải trong cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải trong chân như của cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của cái không nội, chẳng phải trong chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải trong pháp tánh của cái không nội có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của cái không nội, chẳng phải trong pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải trong cái không nội có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc cái không nội, chẳng phải trong cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải trong cái không nội có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc cái không nội, chẳng phải trong cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải trong chân như của cái không nội có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của cái không nội, chẳng phải trong chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, chẳng phải trong pháp tánh của cái không nội có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của cái không nội, chẳng phải trong pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa chân như có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của chân như có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của chân như có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các